Ui trời ơi. Tới hả? Cho căn nó cẩn thận. Bà mẹ đi ra. Đốt máu rồi. Đốt lửa rồi. Thôi ơi, thằng lòng mày xịn quá, chạy vô giúp ơi. Rồi chết rồi. Ai lửa lửa lửa. Nó bị cháy, nó bị cháy à? Mày có bị cháy không? Không. Ờ, cái bật lửa nó ngộ cháy hả? Cháy rồi, nãy đứng ở trên đếm rồi ta. Ờ. Tao tưởng tao chết rồi chứ. Ôi này còn người á, mà không biết chạy đâu á. Ốc, định chơi FIFA nó xấu anh á. Em hãy qua cái ốc định quay nghe bất kỳ. Tập 1, nhà 415 á. Nhà bên cạnh có luôn á. Ờ, giống nhau luôn rồi. Kêu rồi. Rồi, chết hết luôn rồi. Chị nha. Đi hai. Khỏi bên kia đi. Khởi đầu tuyệt vời. Trên đầu có người. Biết chứ, cái chiếc chân. Thôi kệ bắt xe trước đi. Mày sao mình thấy ngu vậy? Đéo có compe ạ. Đánh thức. Tôi xin lỗi bảy. Đừng rồi, tôi đang coi cập nhật của nó. Xin lỗi anh em. Rồi, anh cất rồi. Thôi không sao, nó giật nó bơm máu, nó không làm gì nguy hiểm lắm. Ờ. Ngay trên đồi nè, ngay chỗ laser nè. Một viên. Để nếu còn nét phát. Cái gì vậy trời? Có cái bụi cỏ, đi vô bụi cỏ xong đếm nó đâu. Xảy hết bụi cỏ. Đấy, trước mặt tôi nè. Đang chắc ngoài rìa bo. Đang chắc rìa bo. Thôi, rô da chắc từ đây lên nè. Bên đây có cái thằng. Thấy nè, bỏ ra dưới nè. Trời ơi, hụt kìa. Thế mà còn chết kìa. Chết rồi nè. Ơ, nhưng mà sao nó không chết được nhờ? Địch bệnh nó mới yếu lắm mà. Ờ, nãy đụng nó có gì chết liền. Không, nãy nó bị thằng khác bắn một lượt đạn. Xong tôi bắn thêm một lượt đạn nữa mà nó không chết à. Về tiếp này. Và 2 năm nè. Cái núi này hay ở đâu á? Dục nhà, cửa sổ nhà. Thấy rồi. Nó như bắn súng lục vậy trời. Trời, cái nào bắn sao lưng mình nó không vậy? Tóc nè. Trời ơi, tức cái thằng đấy. Bắn láo rồi, nó chứ. Cứu rồi. Bên phải mình có công tin nhá, bên phải có hai thằng á. Giờ sao? Không thằng đó đâu. Có. Thì sợ là trong khu nhà nó bắn mình ở trên á. Công vào nhà đi. Đây đây, công nhà đi. Ờ, nhà đi, không phải đi. Đùa chứ. Cái gì thuộc cốp đi anh của gì nhỉ? Còn hai thằng đó với hai thằng nhà nữa. Ờ. Thất vọng quá rồi. Nghe bên này xếp xe chín thì thế, xếp xe chín. Trách mình chết. À, chạy nồi này. Đây là tôi móc nó
Vậy này bắn hay thế. Ghê lắm mày. Có thằng gần. Ôi rồi, rồi. Vậy tới gần nhà, nhà nhỏ một nha. Biết mẹ nhóc bẫy luôn. Tao chửi tao. Mẹ tôi rồi. Hai thằng yếu. Lâu mày chửi. À. Ui rồi, một viên headshot chết luôn kìa. Mày có thế gì hả? Ờ. Vãi lò, hôm nay bắn xong thì mày chửi liền luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip vừa rồi của mình. Thì các bạn nào thấy hay nhớ like và share cái video này và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Ngoài ra các bạn nào muốn theo dõi những cái buổi livestream của mình thì hãy download app Nemo TV cùng với việc là vào cái đường link này để theo dõi kênh livestream ở trên Nemo của mình. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những cái video lần sau.